Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy, ông Zacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm cứu chuộc dân người từ dòng dõi trung thần David. Người đã cho xuất hiện vị cứu tinh quyền thế để giúp ta, như người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa từ ngàn xưa sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét, sẽ chọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước. Chúa đã thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan người mà phụng thờ người suốt cả đời ta. Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ đấng tối cao. Con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người, bảo cho dân Chúa biết người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn cho vầng đông từ chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay là ngày 24 tháng 12. Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, chúng ta đã chuẩn bị bước vào nghi thức vọng Giáng sinh, chuẩn bị bước vào trong ngày đại lễ Giáng sinh. Tin mừng ngày hôm nay diễn tả lại cái cảm xúc của ông Zacaria được ơn Thánh Thần tác động mà ông thốt lên. Ông thốt lên đến mức độ như thể là như là một lời tạ ơn Chúa, vì quãng đời của ông, suốt đời của ông như thể là những con người Do Thái đi trong tăm tối xưa nay đã được hừng đông xuất hiện. Và lời thốt lên của ông đó, một lời chúc tụng, một lời tạ ơn Chúa vì ơn cứu chuộc đã đến viếng thăm dân của người. Từ dòng dõi trung thần David, người đã cho xuất hiện một vị cứu tinh để giúp ta. Và đó là một tâm trạng vui mừng đến mức độ mà ông như thể là trong một cơn tăm tối tội lỗi đó được thoát ra khỏi cái chết chóc, khỏi cái tối tăm của tội lỗi. Và như thế, cái lời chúc tụng của ông cho thấy rằng sự hiện diện của Thiên Chúa, sự hiện diện của Đấng Cứu Độ nó quan trọng biết chừng nào. Như thể là một sự sống còn của con người ta. Vậy thì thưa ông bà, anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay vẫn được gọi là Thánh ca tin mừng, vẫn được đọc sáng trong các giờ kinh phụng vụ, nhưng đó cũng là một lời ca tụng của từng cá nhân, của từng con người chúng ta. Khi chúng ta đã tin nhận vào Chúa Giêsu là đấng được Thiên Chúa sai đến để cứu độ cho nhân loại, thì quả thực trong đó có mỗi người chúng ta được Thiên Chúa cứu, đáng lẽ vì tội lỗi, vì yếu đuối mỏng giòn của thân phận con người chúng ta phải chết. Nhưng Thiên Chúa lại vẫn cứ yêu thương, Thiên Chúa lại vẫn cứ đoái thương đến thân phận yếu đuối đó, để rồi Thiên Chúa lại cất nhắc con người chúng ta từ trong bóng đêm của tội lỗi để đưa chúng ta trở về với con cái đích thực. Chính vì thế, mỗi người chúng ta phải là một lời tạ ơn Chúa. Vậy thì tạ ơn Chúa không phải dừng lại để chúng ta chỉ ca ngợi không, mà tạ ơn Chúa bằng những công việc cụ thể. Chúng ta tạ ơn Chúa qua những hành vi, qua những việc làm của chúng ta để tỏ lòng sám hối. Chúng ta tạ ơn Chúa qua việc chúng ta hãy lên đường để thấy được cái giá trị mà Chúa đã làm trên cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta cũng hãy truyền lại cho anh chị em của mình.
những điều mà chúng ta đang tạ ơn Chúa. Chúng ta không thể nào giữ cái niềm vui đó cho bản thân của mình, nhưng chúng ta hãy chia sẻ cho anh chị em khác bằng những cử chỉ tốt đẹp, bằng những việc làm có ý nghĩa, bằng những việc làm tránh đi những điều xấu xa. Như thế, chúng ta mới thực sự là trở nên những người tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta cảm ơn Chúa mà chúng ta vẫn cứ ở lì trong tình trạng tội của mình, hoặc là chúng ta không muốn thoát ra trong tình trạng đó, thì quả thực Chúa có đến bao nhiêu lần thì cũng không thay đổi cuộc đời của mình. Vậy thì thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay lời Chúa qua lời chúc tụng của ông Zakaria thì đó cũng là một điều để cho chúng ta được soi chiếu vào cuộc đời của mình, để chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng tạ ơn trong cuộc đời của mình bằng tất cả đời sống ngay lành của chúng ta trong xã hội mà đầy những cạm bẫy, đầy những yếu đuối, đầy những tội lỗi mà có thể làm cho con người chúng ta xa lìa Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta để chúng ta luôn trung tín và tạ ơn Chúa về những gì Chúa đã thực hiện trên cuộc đời của mình. Amen.